Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hội, Ban Thường vụ Thị đoàn Tân Uyên tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2023. Tháng thanh niên thị xã Tân Uyên năm 2023 có chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Thị đoàn Tân Uyên và các cơ sở đoàn trực thuộc sẽ triển khai thực hiện công trình phần việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ra quân hỗ trợ người dân về chuyển đổi số trong chứng thực điện tử và số hóa hồ sơ hộ tịch, cài đặt ứng dụng Bình Dương số, ứng dụng VNEID, ứng dụng Thanh niên Việt Nam và ví VNPT Money. Tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống vẻ vang của đoàn, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp, đồng thời triển khai các giải pháp xây dựng đoàn vững mạnh. Ngay sau lễ phát động, Ban Thường vụ Thị đoàn phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hội, Phòng khám đa khoa Thuận Thảo, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã tổ chức chương trình Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng lần thứ nhất năm 2023, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Thạnh Hội. Các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2023 nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là công cuộc chuyển đổi số, xây dựng thị xã Tân Uyên trở thành thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình.